Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Giới quan sát nhận định ông Vương Đình Huệ khó thoát. Ngày 23 tháng 4, VOA tiếng Việt bình luận trợ lý bị bắt, ông Vương Đình Huệ liệu có lâm nguy. VOA dẫn nhận định của các nhà quan sát chính trị cho rằng vụ trợ lý của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bị bắt có những dấu hiệu giống với vụ việc của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trước đây mà cuối cùng ông Thưởng phải ra đi và tình hình ông Huệ đang nguy ngập. Theo đó, ông Lê Trung Khoa, nhà quan sát chính trị Việt Nam ở Berlin tại Đức, người đã loan tin từ sớm và chính xác về những diễn biến liên quan vụ tập đoàn Thuận An, nói với VOA rằng Sân sau là những doanh nghiệp rất lớn, lợi dụng những quan hệ, quyền lực và khả năng quyết định của các quan chức Việt Nam, nhất là những người cấp cao để trục lợi cho doanh nghiệp và bản thân. Vụ việc của ông Võ Văn Thưởng trước đây và vụ việc này đối với ông Vương Định Huệ cũng tương tự. Và đây là hình bài bình luận trên VOA. Ông Khoa cho rằng sắp tới đây ông Huệ sẽ là trùm cuối, tức là người sẽ chịu trách nhiệm sau cùng trong vụ Thuận An cũng như ông Thưởng trong vụ Phúc Sơn. Về việc tại sao Bộ Công an vẫn dùng một lá bài là đánh vào các tập đoàn, doanh nghiệp rồi từ đó truy ra quan chức cấp cao, ông Khoa giải thích rằng ở Việt Nam vấn đề tham nhũng đã lên đến mức độ khủng khiếp rồi, cho nên Bộ Công an nắm rất chắc tình hình này. Ông Tô Lâm là người nắm Bộ Công an, dưới đó, giám đốc công an các tỉnh thành đều do ông Tô Lâm trực tiếp quản lý. VOA cũng dẫn quan sát của ông Nguyễn Quang A, một nhà quan sát chính trị và là nhà bất đồng chính kiến ở Hà Nội cho rằng những động thái của ông Huệ trong những ngày qua cho thấy kết luận về sự dính líu của ông Huệ vẫn chưa ngã ngủ. Tuy nhiên, ông A nhận định vụ bắt giữ ông Phạm Thái Hà chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến ông Huệ. Ông ấy là một người rất thân cận với ông Huệ. Khi người ta bắt người thân cận như thế, thì không thể nào không ảnh hưởng đến ông Huệ. Ông A dùng cách suy đoán tương tự từ những trường hợp trợ lý của các phó thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam vốn đã bị bắt trước khi thủ tướng của họ phải từ chức vì nhận trách nhiệm người đứng đầu để cho rằng diễn tiến tới đây đối với ông Huệ sẽ không tốt đẹp gì. Và đây là hình chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ. Ông Lê Trung Hoa thì cho rằng cần phải đợi Ủy ban Kiểm tra Trung ương đảng họp thì mới có quyết định rõ ràng về số phận của ông Huệ. Đến mức độ này rồi thì chỉ cần một bước nữa, ông Vương Đình Huệ có lẽ sẽ phải rời khỏi chức vụ ông đang làm. Ông Khoa nhận định về mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Theo ông Khoa, nếu ông Huệ dính líu quá sâu vào Thuận An hay chống đối quyết liệt các cáo buộc nhằm vào ông thì Bộ trưởng Công an Tô Lâm sẽ đưa ra những bằng chứng rõ ràng hơn để buộc tội và khi đó ông Huệ sẽ không còn được hạ cánh an toàn như ông thưởng nữa. Ông Phạm Thái Hà đã làm thư ký cho ông Vương Đình Huệ từ rất lâu rồi, qua nhiều giai đoạn khác nhau. Cho nên, ông biết rất rõ và liên quan đến nhiều sự việc khác nhau trong cả quá trình ông Vương Đình Huệ công tác, ông Khoa chia sẻ. Nếu ông Huệ được xác định không có dây mơ rễ má gì với Thuận An, thì ông cũng phải chịu trách nhiệm của người đứng đầu. Mà theo đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đều đã bị rớt đài, ông Khoa cho biết. Ông A thì cho rằng nếu đảng làm nhất quán như đối với ông Phúc Ông Minh, ông Đam thì ông Huệ không thể thoát khỏi trách nhiệm người đứng đầu. Nếu đảng vì đại cục mà bỏ qua cho ông Huệ, thì theo ông A, giả sử ông Huệ có tội thật mà không có kỷ luật gì cả, thì cái bảo rằng luật pháp không chừa ai, không có vùng cấm, sẽ trở thành bồ nghĩa. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Giới quan sát nhận định ông Vương Đình Huệ khó thoát. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Thể chế chính trị là yếu tố khiến các CEO công nghệ chọn Indonesia. Ngày 19 tháng 4, AFA Tiếng Việt có bài phỏng vấn ông Nguyễn Quốc Trí, một nhà nghiên cứu, nhà báo độc lập ở Sài Gòn, về tình trạng các CEO của các tập đoàn công nghệ đến Việt Nam, ca tụng rồi sang Indonesia đầu tư. AFA đề cập đến các chuyến thăm của lãnh đạo các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ như Jensen Hu của N của Nvidia hay Tim Cook của Apple đến Việt Nam gần đây. Họ đều ca tụng nước chủ nhà và đưa ra những lời hứa tốt đẹp nhưng lại không có cam kết cụ thể nào. Rồi sau đó cả hai tập đoàn này đều sang đầu tư tại Indonesia. AFA dẫn tạp chí của Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài ở Việt Nam cho biết, Hoa Kỳ đã áp đặt các yêu cầu cấp phép bổ sung đối với việc xuất khẩu chip NVIDIA sang một quốc gia bao gồm cả Việt Nam. Lý do của lệnh cấm này là nhằm hạn chế hơn nữa khả năng tiếp cận của Trung Quốc với các công nghệ quan trọng. Bình luận về động thái này của Hoa Kỳ, ông Nguyễn Quốc Trí cho rằng, Hoa Kỳ lo ngại Việt Nam nhận được chip tiên tiến của NVIDIA rồi bán lại cho Trung Quốc. Và đây là hình bài phỏng vấn trên AFA. Ông Nguyễn Quốc Trí ngạc nhiên khi Thủ tướng Phạm Minh Chính trong hai lần gặp CEO trên xanh của NVIDIA và Tim Cook của Apple thì đều nói giống nhau là mời họ đầu tư lựa chọn Việt Nam làm cứ điểm sản xuất toàn cầu. Bởi nói như vậy thì rõ ràng ông Thủ tướng không hiểu về đối tác. Theo ông Nguyễn Quốc Trí, dù NVIDIA là công ty bán dẫn lớn nhất thế giới, tính theo vốn hóa thị trường, nhưng họ không sở hữu nhà máy riêng mà chỉ đầu tư vào nghiên cứu và phát triển cũng như thương mại hóa sản phẩm điều này cũng đúng với apple vì thế ông nguyễn quốc trí cho rằng những câu như mong nvidia hay apple xây nhà máy sản xuất tại việt nam là vô nghĩa bởi họ không cần làm việc đó hãy nghĩ cách để việt nam vươn lên có nhiều doanh nghiệp nội tham gia chuỗi cung ứng của apple hay nvidia bắt đầu từ những thứ đơn giản như các chi tiết vỏ nhựa dây cáp và cao cấp hơn là linh kiện bo mạch. Ông Nguyễn Quốc Trí nhận định, điều đáng buồn này cho thấy thói quen hay tập quán hoạch định chính sách dựa trên niềm tin duy ý chí rất thiếu cơ sở khoa học của lãnh đạo Việt Nam. Trên thực tế, các lãnh đạo Việt Nam chưa thật sự hiểu mình và cũng chẳng hiểu người. Như vậy thì thất bại là tất yếu. Và đây là hình Thủ tướng Phạm Minh Chính, tiếp CEO Tim Cook của Apple. Vẫn theo ông Nguyễn Quốc Trí, lãnh đạo các doanh nghiệp lớn toàn cầu sang thăm và hội kiến lãnh đạo chính trị Việt Nam thường nói những lời có cánh là chuyện rất dễ hiểu bởi nó phù hợp với nguyên tắc ngoại giao. Ngoài ra, lời nói chẳng mất tiền mua, thích nghe khen thì khen cho nở mũi. Điều này còn cho thấy họ rất hiểu văn hóa và tập tính của người Việt Nam, nhưng các lãnh đạo Việt Nam thì chưa chắc hiểu họ. Ông Nguyễn Quốc Trí đánh giá, trong chuyện làm ăn, đầu tư kinh doanh thì điều quan trọng nhất đương nhiên phải là tính hiệu quả. Đừng mong các tập đoàn lớn hay đại bàng sang làm tổ nếu không khiến họ an tâm so sánh với Indonesia, ông Nguyễn Quốc Trí cho rằng Indonesia là quốc gia rộng lớn và đông dân nhất Đông Nam Á, sở hữu nhiều lợi thế không kém hoặc hơn Việt Nam. Những thứ Việt Nam có thì Indonesia cũng đều có cả mà thị trường của họ còn lớn gần gấp 3 lần Việt Nam. Và quan trọng nhất là thể chế chính trị của họ đang ngày càng hoàn thiện theo hướng tốt, tinh gọn, minh bạch và hiệu quả hơn, chất lượng nhân sự cũng cao hơn. Ông Nguyễn Quốc Trí không nói người Indonesia thông minh hơn người Việt mà nhân tài người Việt phần lớn đều phải lựa chọn sinh sống và làm việc tại hải ngoại. Nhưng rõ ràng thể chế của Indonesia hiện nay tốt hơn hẳn Việt Nam. Và đó là yếu tố quyết định khiến các Big Tech có xu hướng chọn Indonesia thay vì chọn Việt Nam. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Thể chế chính trị là yếu tố khiến các CEO công nghệ chọn Indonesia. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.